Mến chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em có một số cây kiểng giá cũng hữu nghị để giao lưu tất cả cô chú anh chị mình nha. Thì em hôm nay gồm có sung mai chiêu thủy, bằng lăng, linh sam và một số cây ăn trái như lekima, siro. Cây đầu tiên em giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây sung dáng quái, cốt cành quái nhạo, dáng lông, đế lớn ha. Chiều cao em đo là 69. Hiện tại sung này cũng chịu nắng nha quý cô chú anh chị. Mình về nhận cây thì để dưới bóng râm 1-2 ngày rồi cho nó ra mát, ra nắng bình thường nha. Rồi, tán ngang em đo như thế này là 50. Cây này cực kỳ đẹp và quái nha. Rồi, chỗ này em đo vị trí này là 31. Đế này em đo chuẩn với mình là 63. Hàng sung đế đẹp, thân đẹp nha. Sở hữu một cây sung này là sung túc may mắn gia đình luôn. 1E. Em giao lưu toàn bộ phí ship đến tận nơi cho cô chú anh chị mình, giá chỉ 1.400.000 đồng thôi. Giá em báo rất là mềm rồi ha. Mặt số 2, để đây nè, tao lên cho. Số 2 cũng một cây sung dáng lông, kích thước nhỏ hơn. Chiều cao chuẩn em báo là 65. Sung này mình về trong một cái chậu á, thêm giá thể gồm cho chấu xưa dừa, một miếng phân trùng quế là bắt đầu mình cây nó sẽ tốt và phát triển bình thường nha. 57 là tổng tán ngang. Cây này cũng cốt cành quái nhạo nha, thân thì lắc lượng cực đẹp. Rồi, 25 là hoành thân cây. Đế này nha, đế này tổng là 41. Hiện tại mấy cái này là lọc non nha, chứ không phải là nó khô đâu ha. Nhìn kỹ lọc non nó đang ra rất là nhiều. Cây rất là già rồi nha cô chú anh chị. Rồi, cây này giá giao lưu tận nơi cho cô chú anh chị mình giá 1.300.000 đồng. Mã số 2E. 3E là một cây linh sam song hinh nguyên rin. Dòng này mình tiến hành xiết nước và hiện tại lặt lá, cây nó sẽ cho hoa đồng loạt như cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo là 49. Tổng tán nha, tán dài của cây là 100. Ngang như thế này em đo là 60. Hiện tại là cây đang hoa như thế này, vận chuyển sẽ rụng nha. Về mình muốn làm bông thì tiến hành xiết nước, vừa xiết vừa lặt lá 1-2 ngày thôi nha cô chú anh chị. Bắt đầu cây nó sẽ cho lọc non và nụ sẽ cho ra luôn nha. Hai thân, một trực lắc và một bay. Như thế này em đo hoành là 25. Dưới đây lớn hơn nữa là 33. Cây thuần chậu nhưng mà khi đi em sẽ bó bầu vận chuyển về mình sang qua cái chậu mới giúp em nha. Hiện tại cốt cành đủ chi tay, đệm dây kẽm hết trơn rồi nha. Về chỉ cần sang chậu là tưới nước giữ ẩm, cây sẽ cho hoa lại khi mà mình xử lý ha. Rồi, cây này giá giao lưu toàn bộ phí cho mình là 2.500.000 đồng. Rồi, cây số 4, cây ổi tàu bonsai. Ổi tàu này thì rất là sai trái nha. Chiều cao cây là 41. Tổng tán ngang em đo như thế này là 75. Hiện tại thân cây co lắc lên một vàng lá khá là mịn rồi. Hiện tại cây đang cho trái và chuẩn bị nụ thêm nữa nha. Rồi, như thế này em đo là 19 hoành. Hiện tại cây có củ đế nở ha. Thân cây co lắc. Hiện tại em đắp giấy bạc lên thân như vậy là tránh ánh nắng trực tiếp, cây nó sẽ nám da nha. Toàn bộ như thế này thì không có sao hết, không có gì hết nha. Mã số 4E, ổi tàu bonsai. Em giao lưu toàn bộ phí đến nơi cho cô chú anh chị mình 1.700.000 đồng. Cây hiện tại là nằm nước dây thứ hai rồi nha. Mã số 5E, cây này là cây mai chiếu thủy. Dòng này hiện tại cho hoa quanh năm. Chiều cao tổng em đo là 50. Dáng trực, tàn dù. Tổng tán em đo như thế này là 70.
Cây hiện tại cho nụ hoa rộ rụng sẽ tới đợt hoa khác nha cô chú anh chị. Hoa mai chiếu thủy thì cũng khá là thơm. Mã 5E. Cây có đế luôn ha. Rồi. Quanh thân này là 26. Cây lực ha. Rồi, giao lưu toàn bộ phí cho cô chú anh chị mình 1.400.000 đồng. Mã 5E. Mã 6E. Em có được 2 cụm rừng nha. Rồi, tàn này là 55. Cao này là 28. Hiện tại gồm nhiều thân với nhau nha. Chừng cái này là Tết là hoa quanh năm mình trồng nó cũng quanh năm luôn nha. Giống như cúc mâm xôi ha. Tổng bệ. Đâu rồi? Rồi, đo chuẩn xác cho cô chú anh chị mình luôn nha. Khoảng 85. Cây sống khỏe luôn. Hiện tại giá thể còn khá là nhiều cho nên về mình trồng thì thêm ít nữa cũng được ha. 6E, giá giao lưu toàn bộ phí ship đến nơi cho cô chú anh chị mình 700. Không bao gồm chậu. Đây em có hai cây như thế này thì cô chú anh chị mình chốt hai cây thì bên em sẽ giảm giá lại. Rồi, chiều cao tán ngang là 58. Chiều cao của cây là 32. Cây hiện tại thuần chậu sống khỏe và bên em bao sống cho hàng thuần chậu là 1 tháng nha. Rồi. Tổng cái cụm rừng này nha. Tổng cụm rừng này là 85. Mà số 7E. Phơm tàn khá là đẹp rồi nha. Kính mít hết trơn. Rồi giao lưu toàn bộ phí ship là 700. Rồi, mã số 8E, cây Lekima. Lekima này hiện tại là dòng Thái và chuẩn bị cho nụ nha cô chú anh chị. Thân dáng long lượng ha. Chiều cao tổng em báo chuẩn cho mình đó là 105. Ngang của tàn em báo 50 là chỗ lớn nhất ha. Khi đi thì tụi em ép tàn vô tí xíu để tránh gãy nha cô chú anh chị. Lekima có cái tên gọi khác là quả trứng gà. Hàng này hàng Thái cho nên cũng rất là xiên hoa nha. Cái này mình trồng đất cũng được, trồng chậu cũng được luôn. Rồi, quanh thân em đo tại đây là 8. Dưới đây lớn hơn nha. Đáng lẽ là đo cốt và ra dưới đây chứ. Rồi, 10 nha cô chú anh chị. Đó. Mã 8E. Em giao lưu toàn bộ phí cho cô chú anh chị mình chỉ 700.000 đồng. Mã số 8E, Lekima. Mã số 9E. Đây là dòng Lekima Thái luôn. Dòng này thì mini bonsai hàng nuôi đế. Chiều cao chuẩn em báo cho mình đó là 57. Tán ngang như thế này em đo là 40. Hiện tại dòng này cũng đang dần cho nụ luôn nha. Về có thể mình sang qua cái chậu mới. Nếu cảm thấy cái chậu này nó nhỏ không đủ đất ăn thì cứ sang qua chậu mới giúp em. Rồi quanh thân này khoảng ngón tay út đi ha. Tại nó có một cốt ở chỗ này thì lớn, còn lên trên đây thì là nhỏ. Người ta đệm dây kẽm quấn thân như thế. Rồi 500.000 đồng mã số 9E. Số 10E mini bonsai cây sâm trái. Chiều cao em báo chuẩn là 28. Tổng phơm tán tròn đều này là 23. Cái này thùng chậu bầu nhựa nha. Em mới sang qua cái chậu kiểu này cho nó đẹp hơn tí ha. Rồi, quanh thân này là 11. Thân cây lượng sam trái nha cô chú anh chị. Rồi giao lưu luôn cái chậu nhựa này mã số 10E. Cây này có giá là 500.000. Mã số 11E. Dòng mai chiếu thủy trung nu nguyên thủy nha. Chiều cao em báo chuẩn 66. Hàng bên em đóng thùng xốp, thùng nhựa đi nha. Cây rất là an toàn nên cô chú anh chị mình an tâm chốt hàng, cây nhận vẫn rất là đẹp. 58 là tổng tán ngang. Khi đi những nhánh này em sẽ ép nhẹ vô nha. Cũng thích hợp khí hậu ba miền ha. Rồi. Tổng như thế này em đo là 30. Hàng nu lớn ha. Cây thuần chậu sống khỏe nên cô chú anh chị mình an tâm. Tưới nước giữ ẩm thì cây nó sẽ cho hoa lại bình thường nha.
Rồi cây này giá vô lưu toàn bộ phí ship cho cô chú anh chị mình chỉ 650.000. Rồi cây mã số 12E, chiều cao chuẩn em báo là 68, tán ngang em đo là 55. Dòng này mình xiết nước vài ba ngày cảm thấy bầu nó khô, bắt đầu tưới nước giữ ẩm lại nha. Hoặc là cảm thấy cái vàng lá nó hơi bị xuống màu á, cái bắt đầu mình tưới nước giữ ẩm lại là cây nó sẽ cho hoa. Như những mấy cây này thì hiện tại hổng rài em cũng đang lấy làm bông đó ha. Rồi tổng như thế này em đo chuẩn nha, đo luôn hai thân nhỏ ha, 27, một thân lớn này chắc khoảng tầm 20. Rồi giá giao lưu toàn bộ phí ship cây này là 500.000 đồng. Rồi cây này giá cũng 500 luôn, chiều cao chuẩn em báo 62, ngang tổng như thế này em đo là 55. Hoa rộ quá là sẽ rụng trong quá trình vận chuyển nha, lưu ý giúp em nha cô chú anh chị. Hàng có nụ thì sẽ tiếp diễn nở ra ha. Rồi hoành thân một cốt chuẩn như thế này em báo là 20 hoành. Giá giao lưu tận nơi cho cô chú anh chị mình, cây này chỉ có giá là 500.000 đồng, tất cả bên em đều bao phí ship. Mã 14E giá cũng 500 luôn, chiều cao tổng em báo là 66, tán ngang em đo như thế này là 58. Hàng này mình về mình có thể môi đế ra tí xíu nha, thêm giá thể mới, mới đầu vô phân thì cây nó sẽ chắc xi ha. Nhưng mà tưới nước giữ ẩm hàng ngày để cho cây nó đừng bị khô đầu lá nha cô chú anh chị, là cây nó sẽ sống khỏe bình thường nha. Rồi 17 là hoành thân cây, mã 14E. Rồi 500 bao phí ship. Hiện tại cây hổng gà em đang làm bông, cây nó cho lọc non nụ hết trơn rồi nha. Hàng cụm rừng. Rồi 47 là chiều cao, tán ngang em đo là 66. 2, 4, 6, 8, 9 thân nha cô chú anh chị. Mã số 15E. Nụ nè. Nói chung là rất là dễ chăm. Em đo tổng cụm của 9 thân này nha, chồng liền bệ đế nha cô chú anh chị. 58. Đó, thân lớn thì khoảng tầm 10, 12, 10, 11. Rồi, giao lưu toàn bộ phí cây này có giá là 600.000 đồng, mã số 15E. Mã số 16E. 16E cây này có chiều cao tương đối là 72, tán ngang tổng em đo là 75. Rồi tổng như thế này em đo là 37. Đó, thân một cốt lớn và cực kỳ già nu nè. Rồi giá giao lưu toàn bộ phí cho mình là 700.000 đồng, cây mã số 16E. Mai chiếu thủy này chơi rất là mạnh nha. Rồi 17E, chồng này là dòng bằng lăng rừng, dạng tàn san hô, cây cho lọc rất là nhiều và hiện tại cơi đọt đầu, cây sẽ cho hoa luôn nha. 58 là tổng cái chiều cao, tổng cái tán ngang em đo là 55. Rất là dễ chăm, tại vì cây miền đường núi hiện tại là nó sống hoang, nhưng mà được mình về chăm sóc thì nó sẽ sống rất là khỏe, tại hoa của nó rất là đẹp. Rồi tổng hoành thân cây là 21. Bầu này là bầu riêng, về chỉ cần gỡ bỏ băng keo lên cái bầu này giúp em trong chậu ha. Rồi mã 17E giao lưu toàn bộ phí tận nơi chỉ với giá là 650.000 đồng. Số điện thoại của em liên hệ là 0939700449 nha. Cây 18E, cây này dáng lắc lượng thì đẹp ha, chiều cao tổng em báo là 72, dòng này bao sống 3 tháng cho cô chú anh chị mình nha. 55, đó cũng là cái thời gian mà cây sống ổn định và thuần chậu đâu đó đàng hoàng ha. Bằng lăng rừng, hoa tím lá nhỏ. Rồi hoành thân chỗ này em đo là 20, giá bao phí ship cũng là 650.000 đồng. Mã 18E. Mã 19E. Rồi cây này lọc ra rất là nhiều kính tàn luôn rồi nè, chiều cao tổng em đo là 49. Hàng này cũng chịu nắng nữa nha,
Rồi tán ngang em đo là 64. Mới đầu về nhận cây thì để trong mát giúp em vài ngày, bóng râm nha chứ không có mát hẳn ha. Có cái tàn bay thân nu bú đẹp. Rồi quành thân cây này em báo chuẩn 17 quành. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ, giao lưu toàn bộ phí chỉ 650.000 đồng ship tới nơi, mã số 19E. Mã số 20E. Cây bằng lăng dáng bay nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này giá 600. Chiều cao đi, cao như thế này là 37. Bay ra là 75. Tổng thân nha. Tổng thân em đo chuẩn xác cho cô chú anh chị mình là 19 hoành. Cây bên em bao sống khỏe nên cô chú anh chị mình an tâm. Cây có bất cứ vấn đề gì trong thời gian em bao sống thì liên hệ lại với em một sẽ đổi một nha. 20E giao lưu với giá 600.000. 21E. Bằng lăng rừng hàng bể nha. Chiều cao chuẩn em báo là 28. Này là bầu dâm ủ nha cô chú anh chị, bên em bao sống luôn. Hiện tại cái hàng này em bán mấy năm rồi nha. Rồi, 49. Tổng bệ. Cái này bệ liền nha. Rồi giao lưu toàn bộ phí ship cây này có giá là 500.000 đồng. 22E. Chiều cao tổng em đo là 30. Bệ cốt này là 55. Bao da nứt khá là mạnh ha, ở chỗ mấy cái mặt cắt này nè. Rồi giá giao lưu là 400.000 đồng. Về chỉnh sửa lại mình ghép tường vi một cái là lên rất là đẹp ha. 22E 400. 23E. Bệ 500 cuối clip. Chiều cao tổng em báo là 29. Bệ này bệ liền giống như bệ hồng nông bộ ha cô chú anh chị. Rồi tổng bệ em đo là 70. Giá bao phí ship cây này chỉ có giá 500.000 đồng 23E. Giá em báo rẻ như cả vựa ha. Còn hai cái đó hả? 3, 4, 5. Rồi. Ủa tôi quên ghi luôn rồi, không thấy hai cái đó. 24 nha. 24 là cây siro nha cô chú anh chị. Chiều cao cây. Chiều cao cây em báo chuẩn nha. 110. Tán ngang là 80. Hàng có củ đế lớn ha. Dòng này thì có trái, có giá trị dinh dưỡng luôn nha. Chuẩn bị lên trái, cây đang hoa. Tổng bệ như thế này. Em đo em báo luôn cho chuẩn xác, tại vì nó khó hơn. 17 hoành. Đó. Cây thuần chậu sống khỏe, về mình có thể là trồng đất cũng được, trồng chậu cũng được. Rồi, giao lưu bao phí ship 1 triệu đồng tận nơi. Rồi, cây 25. Lối cây đó ra. 25 cuối clip nha cô chú anh chị. Cây này thì hiện tại lên trái rồi nè. Chiều cao chuẩn em báo với mình đó là 97. Tàn ngang cây tầm khoảng 1 mét nha. Khi đi em bó bầu ha. Cái hoa của nó thì cũng rất là đẹp nha. Trái hiện tại là rất là xiên. Không theo mùa theo vụ gì hết á. Trái chín đỏ đậm đen mình dùng để nấu nước siro uống ha. Rồi, tổng bệ em đo cây này nha. Bệ em đo như thế này trừ hao lấy 19 nha. Này mình về mình có thể cắt tàn uống bonsai được luôn.
thuần chậu sống khỏe. Hai cây thì em sẽ giảm giá lại cho cô chú anh chị mình nha. 1 triệu đồng bao phí ship tận nơi, mã 25. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn lại tất cả cô chú anh chị mình trong clip tới trên kênh LTK Bonsai nha. Xin chân thành cảm ơn ạ.